Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cách phòng lây nhiễm COVID-19 trong gia đình khi có F0 điều trị tại nhà. Cách ly người nhiễm khỏi những người khác. Vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay đúng cách, vệ sinh dụng cụ ăn uống, vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ, xử lý đồ vải và vật dụng đúng quy định, quản lý chất thải và dịch tiết đúng cách. Một, cách ly người nhiễm khỏi những người khác. Bố trí người nhiễm trong phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, nếu không có thì đánh dấu không gian riêng cho người nhiễm. Luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người nhiễm. Người nhiễm không ăn uống cùng với người khác. Di chuyển ra khỏi khu vực cách ly, tiếp xúc gần với người khác, với vật nuôi. Không dùng chung bát đĩa, ly uống nước, bộ dụng cụ ăn, khăn tắm hoặc bộ đồ giường cùng với những người khác trong nhà. 2. Đảm bảo nhà ở thông thoáng. Luôn mở cửa sổ, cửa lối đi khi có thể nhằm cho không khí luôn được thay đổi. Không sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm với các phòng khác. Không để luồng khí thổi từ phòng người nhiễm vào không gian chung. Sử dụng quạt, máy lọc không khí. 3. Rửa tay thường xuyên. Rửa tay là cách giảm lây nhiễm COVID-19 tốt nhất. Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước trong tối thiểu 30 giây hoặc dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ở nồng độ tối thiểu 60% trong ít nhất 15 giây. Thời điểm rửa tay, trước và sau khi nấu ăn, trước và sau khi ăn uống, sau khi ho, hắt hơi, xì mũi, sau khi chạm vào các vật dụng bề mặt, sau khi đi vệ sinh, sau khi thu dọn rác thải. Cách rửa tay bằng xà phòng. 1. Làm ướt tay dưới vòi nước sạch ấm hoặc lạnh, tắt vòi nước. 2. Xoa xà phòng vào tay và chà hai bàn tay. Xoa xà phòng lên mu bàn tay, giữa các kẽ ngón tay và dưới móng tay. 3. Chà tay trong ít nhất 30 giây. 4. Rửa kỹ tay dưới vòi nước sạch. 5. Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc để khô tự nhiên. Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn có chứa cồn, rửa tay khô. 1. Bơm một lượng dung dịch rửa tay khô bằng đồng xu vào bàn tay. 2. Chà hai bàn tay vào nhau, xoa khắp bề mặt các ngón tay cái, lòng bàn tay và mu bàn tay, kẽ ngón tay cho tới khi cảm thấy tay khô khoảng 30 giây. 3. Để khô tự nhiên, bàn tay phải khô hoàn toàn trước khi chạm vào các vật dụng. Lưu ý khi rửa tay khô. Để dung dịch rửa tay khô có chứa cồn ngoài tầm với trẻ em, hướng dẫn trẻ cách sử dụng dung dịch rửa tay khô. Không chạm vào mắt, miệng, mũi ngay sau khi dùng dung dịch rửa tay khô vì có thể gây kích ứng. Không sử dụng dung dịch rửa tay khô trước khi nấu ăn bằng bếp có lửa hoặc xử lý lửa vì cồn, trong đó rất dễ bắt lửa. Không cất dung dịch rửa tay khô ở những nơi có nhiệt độ cao.